Rất là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tấm trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, kêu trời trời cho lộc, bất ngờ nổ trúng lớn, còng lưng gánh không hết của, tiền bạc phủ phê, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý bản mệnh tuổi Canh Tý thân mến, tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người. Hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại, các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ là người nổi bật hơn cả, khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại, cùng với những thảm họa xảy ra và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024, năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại. Trong đó tuổi Canh Tý sinh năm 1960 là nổi bật hơn cả. Nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này, bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn. Những việc khó khăn được đẩy lùi, đặc biệt là 7 ngày tới tháng 6 âm lịch năm 2024 này, mọi chuyện phát triển hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Canh Tý sinh năm 1960, làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé! Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, vận may tới không đồng nghĩa với việc không làm gì cũng có được thành tựu. Nó chỉ mang ý nghĩa rằng, thời thế thông thuận cho những nỗ lực của bạn được có kết quả rõ ràng, còn không làm mà có của chỉ chờ vào may mắn, thì thế gian này đâu có ai vất vả, khổ cực đâu. Dù vận may của bạn có thể giúp bạn trúng xổ số đi chăng nữa, thì cái mà bạn cần phải làm vẫn cứ là lết được cái thân mình ra ngoài mà đi mua vé số. Thời buổi này, mua qua app cũng được thì cũng cần vượt lười, tạo tài khoản, nạp tiền vào rồi kiên trì mua đi mua lại. Vì một lần mua chưa chắc đã đủ, may mà chúng nói thế để bạn hiểu rằng, khi thời tới nó chỉ như mưa thuận, gió hòa về, nếu khi đó, công việc của bạn, con đường bạn đi, nó có cái gốc vững chắc như một cây trái quý, thì nó sẽ được mưa gió tắm mát, thuận lợi đủ chất rồi kết trái đơm hoa. Còn nếu khi thời về, mà các thứ của bạn chỉ như cây cỏ dại mọc ven đường, thì có tưới bao nhiêu nước, đổ bao nhiêu chất, có bao giờ bạn thấy trái táo ngọt mọc ra từ bụi cây dại chưa? Cái căn nguyên sự nghiệp của một người cũng như cái gốc cây, cái hạt trồi lên nhờ được vun trồng, tưới tắm cái ta tới ở đây là mồ hôi, là nước mắt, là tài năng, là nghị lực, là sự kiên trì, là sự bền bỉ cùng, vô vàn những nỗ lực vô hình không tên và sự phân hóa chất lượng gốc cây đấy. Sẽ được nhận thức một cách rõ ràng ở thời điểm vận về cho mọi thứ trổ bông kết quả, nên đừng suy tư rằng mình đã cố rất nhiều và chưa nhận được thành quả gì cả. Mà hãy cứ lo lắng rằng mình cố chưa đủ nhiều, cháy chưa đủ hết,
chăm chỉ chưa đủ sức để có thể ngay lập tức tận dụng được thời cơ khi vận may ập tới. Người đang làm, trời đang nhìn, thời vận đang luân chuyển, nhưng đừng quá quan tâm hay phụ thuộc vào cái vô hình, không thể quản lý là trời và vận. Thay vào đó, cứ tập trung vào cái hữu hình là tất cả những gì bạn có thể xoay chuyển, có thể đổi rời, có thể tưới tắm vạn sự càn khôn, gói gọn ở lòng bàn tay. Sẽ thật tiếc lắm nếu lần này bạn lại lỡ dở, cứ rút kinh nghiệm hoài, cứ tự kiểm điểm hoài đã đủ mệt hay chưa. Nếu bạn tin vào khả năng của bản thân, vào tư duy và trình độ của mình, thì giờ là lúc bạn nên có một tựu thành tương xứng với cái sự tự tin nó. Mong bạn sẽ cháy thêm một lần, rực rỡ hết mình như cái thuở ban sơ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tính cách của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có đặc điểm gì nổi bật sau đây. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có, khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính, họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo vát xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt, với đầu óc sáng tạo. Thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ, những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi. Chính vì vậy, nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy, khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thong thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng. Có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý, họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong, họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may, khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt, họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo đánh giá chung, thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo, đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ, khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý, thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo, mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao, trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công.
Theo tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới, tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang, phú quý đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý vào thời thơ ấu, tuổi nhỏ Canh Tý có rất nhiều sóng gió, tới thời trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc đời, vào khoảng thời gian này có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, về hậu vật thì an nhàn, sung sướng. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý. Cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Số mệnh của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cục diện của người tuổi Canh Tý có thăng có trầm, có tăng tiến nhưng cũng nếm trải không ít khó khăn và vất vả. Mọi chuyện từ công danh, tài lộc tới tình cảm đều sẽ có điều phải trăn trở, nhưng rất may là kết quả cuối cùng không tồi, xứng đáng với nỗ lực mà bạn bỏ ra. Thời điểm này, có sự xuất hiện của cục diện tương hại thái tuế, ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh, công việc chịu áp lực từ cấp trên hoặc đối tác. Con giáp này có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể. Trái ngược với những điều không mấy tích cực về công việc, Canh Tý lại đón không ít tin vui về đường tài lộc. Các sao tử vi tốt giúp những người tuổi Canh Tý có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc, đúng chỗ, thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. Đường tình duyên lại không được như ý, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng, liên quan đến chuyện tiền bạc, người độc thân dù có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới, đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần cẩn thận tránh bị lừa gạt, hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết. Về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tý gần như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại trong 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này. Bản mệnh gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành, sức khỏe được đảm bảo, tuy nhiên, hung tinh vẫn rình rập nên vẫn cần chú ý giữ an toàn cho bản thân. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, bước sang tháng Tân Mùi, người tuổi Canh Tý được khuyên nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng, bởi áp lực công việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể, vì vậy, hãy đảm bảo bạn có đủ sức khỏe để cáng đáng công việc và vượt qua thử thách. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, công việc thời điểm này sẽ phải đối mặt với không ít thăng trầm, thậm chí ngay cả những việc làm quen tay trước đó cũng phát sinh sự cố bất ngờ, khiến cho bạn không kịp trở tay. Điều này cho thấy, bạn làm việc gì cũng phải chuẩn chỉnh và cẩn thận, đừng nghĩ vì là việc quen nên nhắm mắt cũng làm được, từ đó dẫn đến những sai sót không đáng. Tiến độ có phần trì trệ, bản mệnh thường xuyên đưa ra những phán đoán thiếu chính xác, khiến con giáp này bị cấp trên nghi ngờ. Đối tác cũng không mấy tin tưởng bạn như trước đó, nhiều người có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, trong thời điểm này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Dù tham vọng của bạn đang rất lớn nhưng vận khí không ủng hộ thì cũng không nên bất chấp hay đánh cược những gì mình đang có. Đến cuối tháng vận trình sẽ có phần dễ thở hơn nhờ một vài cát tinh xuất hiện kịp lúc, nhất là sự tương trợ của sao Giải Thần và Tử Vi. Tại thời điểm này, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên với khả năng xoay chuyển tình thế tài tình của mình,
có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Tử vi cho biết, nhờ có được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Canh Tý có cơ hội kiếm thêm đồng ra đồng vào, tuy tiền bạc vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng không đến mức túng thiếu vay mượn, nợ nần khắp nơi. Điều này có thể coi là một tín hiệu vô cùng tích cực cho bạn trong khoảng thời gian sự nghiệp có thách thức lớn như hiện nay. Lại thêm huyệt lệnh Lâm Trường Sinh ủng hộ, người làm kinh doanh lại càng có lợi. Trong thời điểm này, tình hình buôn bán khá tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh, con giáp này có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chớ nên nóng vội kẻo đối mặt với rủi ro. Hơn nữa, các sao tử vi tốt cũng sẽ giúp những người tuổi Canh Tý có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc, đúng chỗ, thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. Thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau, bản mệnh cứ tiếp tục chăm chỉ như hiện tại thì chẳng mấy chốc mà tích góp được một khoản kha khá. Càng về cuối tháng càng bận rộn, nên bạn hãy đảm bảo mình có đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc. Dù vậy, bạn cũng chớ nên chủ quan, bởi trong thời điểm này vẫn còn tương hại rình rập, vận may có thể tan biến trong chốc lát nếu bạn không có kế hoạch tài chính cụ thể và khôn ngoan. Bên cạnh đó, cũng phải đề phòng tiểu nhân rình rập, tìm cách chiếm đoạt lợi ích của bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Thời điểm này, tình hình sức khỏe của Canh Tý nhìn chung không có vấn đề nào cần phải lo lắng, bản mệnh được các tinh che chở nên gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành. Sức khỏe được đảm bảo, dù có bệnh thì cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì cứ chăm chỉ tập thể dục, thể thao, ăn uống điều độ thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tuy nhiên, hung vận rình rập nên vẫn cần chú ý giữ an toàn cho bản thân, đặc biệt cần phải chú ý nhiều hơn khi đi lại, tham gia giao thông, đề phòng mắc phải họa huyết quang, xảy ra va quẹt trên đường. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Con đường tình duyên của tuổi Canh Tý không được như ý, ban đầu nhờ nguyệt lệnh Lâm Đức Trường Sinh đào hoa khởi vượng, những tưởng bản mệnh sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng đời đâu biết trước được chữ ngờ, vì nhân duyên quá vượng cũng kéo theo không ít rắc rối. Vận đào hoa giúp người độc thân có nhiều cơ hội lựa chọn người thực sự phù hợp là một nửa của mình. Bạn sẽ có thêm những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới. Nếu chủ động mở lòng thì tình hình sẽ có tiến triển. Tuy nhiên, dù đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần cẩn thận, tránh bị lừa gạt. Đặc biệt, hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết với các cặp đôi, những mối quan hệ khác giới của đôi bên khiến cả hai bạn thiếu tin tưởng vào đối phương. Ghen tuông, nghi ngờ thường xuyên, xảy ra bất hòa liên miên, một số cặp đôi còn dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng liên quan đến chuyện tiền bạc. Cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, thời điểm 7 ngày tới tháng 6 âm lịch cực may mắn, tình hình buôn bán tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn bản mệnh sẽ có doanh thu bất ngờ. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh lá. Tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vận khí tuần mới của người tuổi Canh Tý có thăng, có trầm. Công việc nếu giữ được trạng thái ổn định đã là một điều may mắn. Bạn nên làm việc tập trung và chăm chỉ hơn để hạn chế những sai sót không đáng có. Vào thời điểm bất ổn này, bản mệnh cũng nên hạn chế việc triển khai kế hoạch mới, vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp, việc làm ăn kinh doanh cũng không thuận. Mối quan hệ hợp tác xuất hiện trục trặc, nguyên nhân là do hai bên không đủ tin tưởng dẫn đến xung đột về nhiều mặt, chính điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của bạn trong tuần này. Nếu có ý định đầu tư, bạn chỉ nên bắt đầu từ những hạng mục nhỏ để hạn chế rủi ro. Chuyện tình cảm gặp không ít sóng gió, do bản tính cố chấp, bướng bỉnh của con giáp này, tuổi Canh Tý có xu hướng áp đặt suy nghĩ và cảm xúc lên nửa kia, dần khiến người ấy sinh ra sự phản kháng và chống đối lại bạn. Rắc rối cũ chưa được giải quyết mà mâu thuẫn mới đã phát sinh, khiến không khí đôi bên một ngạt. Sức khỏe của tuổi Canh Tý cũng có dấu hiệu giảm sút, một phần vì sức đề kháng giảm, phần là do tác động tiêu cực từ môi trường. Thời tiết đã vậy,
Công việc áp lực lớn cũng khiến tinh thần bạn luôn căng như dây đàn. Tình hình này kéo dài sẽ rất dễ đổ bệnh. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Sự xuất hiện của tiểu hao là nguyên nhân chính khiến tài vận của Canh Tý sụt giảm. Bạn sẽ phải khá vất vả để có thể bảo vệ thành quả của mình, mà kết quả vẫn không mấy khả quan, thu chi mất cân đối, các khoản tích lũy cũng gặp nhiều trục trặc, mất nhiều hơn được, chuyện buôn bán, làm ăn khó khăn do sức cạnh tranh lớn. Cộng thêm biến động của thị trường, một số hoạt động đầu tư hợp tác có thể bị đổ bể do không đạt được thỏa thuận về số vốn và lợi nhuận sau này. Vốn dĩ bản mệnh cũng giỏi tính toán và biết cách quản lý tài chính, nhưng đôi khi lại chủ quan nên mới phạm phải sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, đường công danh xảy ra chút rắc rối. Vào cuối tuần, hung tinh thiên quan là điềm báo có thị phi ập tới, kẻ xấu đâm đạt chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của bản mệnh. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, khi mà chiến tranh lạnh chưa chấm dứt, mâu thuẫn giữa các cặp đôi vẫn chưa được giải quyết. Bạn và đối phương thiếu kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày tâm sự, ai cũng có lý lẽ riêng, mà không đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu và thông cảm hơn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Tý sinh năm 1960 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư giả hơn cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài tấn lộc. Tượng khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bì kịp, ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tước vị quyền quý, bởi vậy trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loại linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số 1 theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh được tăng trưởng.
Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Quý khán giả thân mến, có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, chẳng cần tính toán, vẫn liên tục phát lộc phát tài. Gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót. Và chúng ta thường thốt lên rằng, quả là những người may mắn và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống, tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phúc đức chính bản thân mình tích tụ không chỉ ở đời này, mà còn từ bao đời trước, là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, ở đời có thịnh ắt có suy, có hội hợp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, hạnh phúc tự mình chuốc lấy, quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều có sẵn một dụng phước riêng, có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn sang ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người vương giả, sống giàu có, nếu họ biết chăm bẫm cho dụng phước của mình tươi tốt thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái phước lộc đang có mà không tu bổ thì dụng phước ngày càng hoang tàn, sơ xác, tiêu điều, lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì dụng phước vừa phải, khiêm tốn, đủ để sống cuộc đời bình thường. Con người có phúc phận nghèo nàn thì dụng phước nhỏ, lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phước, đó là họ dù chăm chỉ, thông minh, nhưng cũng vẫn phải vất vả, khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng, nếu họ không nề hà việc vất vả, mà tìm cách cày xới làm cho ruộng mình màu mỡ, thì tuy không thuận lợi như người ta nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện ruộng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy, ruộng phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được nếu chúng ta biết cách, cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động. Con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới, nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhân xấu xa tạo ra quả đắng chát. Trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.